Chương 13 Yêu nhau người có linh căn là có thể tu tiên, được thọ ngàn năm. Vô linh căn giả vi phạm, phạm nhân trăm năm, vội vàng mà qua. Có người nói, tiên nhân cùng phạm nhân nhất định có khoảng cách không cách nào vượt qua, chớ nói chi là hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau. Nhưng là tiên phạm ở giữa đoạn cầu, lại ngăn cản không được thiếu niên liếc mắt vạn năm động tâm. Một thiếu niên ngây ngô, chỉ là ở trong hoa anh đào bay xuống nhìn thoáng qua nàng, liền nhận định cả đời. Một cái hãm sâu vũng bùng thiếu nữ, luân hãm ở trong bóng tối, mà thiếu niên giống như một đạo ánh sáng đem nàng cứu vớt ra. Hai người rơi vào bể tình bên trong, mưu toàn bước qua tiên phạm này không thể vượt qua núi lớn, cho dù mình đầy thương tích. Bọn họ có một ước định. Đợi đến khi hoa anh đào rơi xuống, chúng ta sẽ gặp lại. Đây là một câu chuyện tình yêu huyền ảo, là câu chuyện hai chiều lao tới. Chương 1 thành thân cùng cướp hôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Xuống núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Lần đầu gặp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Rơi anh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 3 năm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Lựa chọn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Cảnh còn người mất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Gặp lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Xung đột cùng cứu rỗi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Sông Hoàng Cung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.